Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cửa sổ du học của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, những gương mặt trẻ thành danh hiện nay thì không còn là hiếm. Họ là những người mà đã đi du học và đã quay trở về Việt Nam để đóng góp cho đất nước. Và trò chuyện với họ, chúng ta sẽ có nhiều những cái trải nghiệm và những cái cơ hội hơn để nhìn lại những cái kinh nghiệm cho các bạn trẻ sau này. Đầu tiên hãy cùng làm quen với các vị khách mời trong chương trình. Xin được giới thiệu chị Trần Phương Hoa là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Summit. Và xin được giới thiệu chị Đỗ Văn Nguyệt là giám đốc trung tâm Live and Learn. Có một câu hỏi dành cho chị Nguyệt trước tiên, đó là thường mọi người nghĩ cái việc mà đi du học sẽ là một cái cơ hội để sau này có một cái sự là thăng tiến ở trong công việc. Chị lại chọn một cái hướng đi mà khá là ít người chọn, đó là theo cái lĩnh vực là phi lợi nhuận. Và hiện nay thì cái tổ chức của chị Live and Learn thì làm cái tên không không xa lạ lắm với các bạn trẻ. Vậy thì theo chị, cái quyết định mà mở ra một cái công ty về lĩnh vực là phi chính phủ, về cộng đồng như vậy, nó xảy ra như thế nào, và cái quãng thời gian mà học tại Hà Lan thì nó có ảnh hưởng gì tới cái quyết định đó của chị không? Vào cái thời điểm khoảng năm 2000 thì có rất là nhiều những cái chủ đề về xã hội của Việt Nam, mà có rất là nhiều những cái bạn trẻ, những cái trường đại học thì mình thấy là rất ít người làm. Thế thì đấy là một cái lĩnh vực rất là lớn, cần cái nguồn nhân lực, cần những cái chất xám, cần những cái trí óc thông minh, cần rất là nhiều những cái con người có sự say mê để làm cho cái lĩnh vực về về xã hội. Thì đấy là cái điều mà mình nhìn nhận và mình đã chọn cho cái hướng đi của mình từ khi mình tốt nghiệp đại học. Mình không lựa chọn đi theo con đường kinh doanh, nhưng mà mình thì lại rất là thích sử dụng những cái sự năng động và cái sự hiệu quả của môi trường kinh doanh để áp dụng trong cái lĩnh vực xã hội. Chính vì vậy mà bọn mình có dùng hai cái từ gọi là do the right thing và do the thing right để có thể giúp cho công việc của bọn mình về mặt xã hội nó có mang cái tính hiệu quả hơn. Và cái quyết định mà thành lập ra một cái tổ chức riêng thì nó thực sự là mình nghĩ là cũng cũng được nhen nhóm từ khi là đi học ở Hà Lan. Bởi vì ở Hà Lan thì mình có nhìn thấy một cái điều rằng là các bạn trẻ bên đó, các bạn ấy sẵn sàng đi theo một cái đam mê. Khi về Việt Nam thì mình cũng nghĩ rằng là thế tại sao mình lại không có một cái tổ chức riêng của mình để thực sự là nhặt nhạnh, thì thực sự là tích lũy những cái kinh nghiệm, những cái ý tưởng mà từ trước đây nó mang lại. Thì đấy là cái điều mà mình nghĩ là mình cũng rất là cảm ơn những cái năm tháng kinh nghiệm và những ngày mà trải nghiệm ở Hà Lan đã giúp cho mình thêm cái sức mạnh để xây dựng một cái tổ chức riêng của mình. Vâng, thế còn theo em được biết thì chị Hoa lại học theo về ngành là phương Đông khi mà học tại Đại học Mỹ đúng không? Tuy nhiên là khi mà chị quay trở lại Việt Nam thì chị lại theo cái con đường là tư vấn du học, giúp đỡ các bạn học sinh đi du học tại Mỹ, và cũng có những cái thành công đáng kể khi mà mình có được những cái bạn học sinh giành được những cái học bổng hàng chục nghìn đô la đi tới Mỹ. Thế nhưng mà cái sự khác biệt trong cái việc là chọn một ngành học và một cái ngành ngành làm việc như vậy, nó có gây một cái khó khăn nào cho chị không? Mình cũng vốn có những cái ảnh hưởng trước đó về đọc sách nhiều, những cái sách liên quan đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mình cũng nghĩ rằng đấy là những cái quốc gia rất là mạnh mà Việt Nam cần phải học hỏi. Khi mà mình trước quyết định học ngành quốc tế học, đấy cũng là cái lựa chọn cho phép mình khám phá nhiều nhất. Bởi vì như các bạn biết, nếu mà học kinh tế hay học toán hay học lý hoặc là một số môn khác thì nó sẽ có giới hạn. Nhưng ở về nhất định về những cái môn mình chọn, nhưng mà học quốc tế học thì mình được phép học lịch sử, học một chút văn học, học một chút tôn giáo, học về nghệ thuật, vân vân, thì mình cảm thấy nó hợp với mình hơn rất là nhiều. Còn về mặt ứng dụng sau khi học tập thì mình quan điểm rằng là cái việc mình học trong trường đại học hay trong trung học, đó là cái sự chuẩn bị về mặt kiến thức, nhưng mà đó là cũng là cái cách chuẩn bị về mặt chủ yếu là về mặt tư duy và khả năng phân tích, xử lý, giải quyết vấn đề. Cho nên là mình thấy rằng là cái việc mình học ở đại học, những gì mình học ở đại học vẫn vô cùng quý giá và mình áp dụng được trong rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Vấn đề ở đây là chúng ta phải áp dụng những cái chúng ta đã học vào trong cái công việc của mình như thế nào, đúng không ạ? Chứ không đơn giản là học về cái chuyên ngành gì. Ở đây có thể thấy là tổ chức Live and Learn của chị Nguyệt đã có những cái hoạt động mà giúp đỡ các bạn học sinh hiểu hơn về môi trường sống xung quanh, và giúp các bạn là có một cái tinh thần mà hoạt động vì cộng đồng, vì mọi người xung quanh. Hay nói cách khác thì nó đưa các bạn học sinh ra khỏi cái môi trường chính khóa trong trường để các bạn tham gia hơn, nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa. Vậy thì theo chị cái điều này có giúp ích như thế nào cho các bạn học sinh Việt Nam nói chung, và giúp ích thế nào với các bạn học sinh mà muốn đi du học nói riêng? Bọn mình có một cái gọi là phương pháp alpha và phương pháp beta kết hợp với nhau. Có nghĩa là anh làm kỹ thuật nhưng mà anh cần phải biết các phương pháp xã hội để thực hiện. Hay là anh hiểu về phương pháp xã hội thì anh cũng phải hiểu những cái vấn đề kỹ thuật để anh có thể kết hợp, để anh có thể phối hợp, để có thể làm việc. Có nghĩa là tạo ra cái sự toàn diện
của một con người. Nó không muốn là một con người đó là tôi có kiến thức mà có phải kỹ năng, và kiến thức kỹ năng đó phải kết hợp và nó được, nó phải được cái những cái gì say mê, những cái gì mong muốn tạo thành một con người hoàn chỉnh, thì cái tính toàn diện của nó rất là tốt. Thế thì bọn mình cũng không muốn nói là bọn mình hướng các em sinh viên, các bạn trẻ Việt Nam đến các lĩnh vực thiện nguyện hay là xã hội, mà ở đây thì ví dụ như là các em ấy học một bộ môn về kinh tế thì các em ấy biết rằng là trong kinh tế có thể có những cái tác động tốt xấu như thế nào về môi trường. Thế rồi một cái bạn trẻ, bạn ấy ở trong nhà trường, các bạn ấy có thể là chưa bao giờ quản lý một cái dự án, các bạn ấy chưa bao giờ được thực hiện một cái hoạt động mà các bạn ấy tổ chức một sự kiện, tổ chức ra những cái hoạt động với người lớn, với trẻ em, với cộng đồng, với trường học như thế nào chẳng hạn. Thế thì khi Live and Learn thành lập ra thì Live and Learn tìm những cái bạn trẻ này, hỗ trợ cho các bạn trẻ thực hiện những cái ý tưởng đó với những cái kiến thức, với những cái kỹ thuật và với những cái kết nối với cả những cái tổ chức khác nhau. Thế thì bọn mình tạo ra một cái môi trường để cho các bạn trẻ thực sự là khi có ý tưởng thì các bạn ý sẵn sàng đi theo những cái ý tưởng đó. Các bạn ấy được sự hỗ trợ của thầy cô, của những cái nhà chuyên gia để có thể thực hiện được những cái ý tưởng đó. Thế thì hiện nay thì trong cuộc sống có rất là nhiều những cái vấn đề, có thể là vấn đề môi trường này, có thể là vấn đề về giao thông này, có thể là vấn đề về tham nhũng chẳng hạn, hay là có những cái vấn đề liên quan đến đến cái nghề nghiệp của các bạn trẻ. Thế thì làm thế nào để các bạn trẻ ngay từ trên ghế nhà trường các bạn có những cái kỹ năng thực tế, và khi các bạn làm bất cứ hoạt động nào thì các bạn ấy sẽ phát triển cái kỹ năng đó, các bạn phát triển được những cái kỹ năng lãnh đạo đó để các bạn ấy làm được hoạt động. Và như vậy thì khi các bạn ấy đi vào cuộc sống, các bạn đi vào một cái môi trường du học chẳng hạn, thì các bạn ấy sẽ không cảm thấy rằng là nó quá khác với cả cái môi trường học. Luôn luôn có một cái khoảng cách giữa việc học và thực hành những cái kiến thức đó trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì quay trở lại cái vấn đề khi mà các bạn học sinh mà chọn những cái ngành học hay là chọn môn học khi các bạn đi du học, thì nếu với cái mục đích là để sau này quay trở lại Việt Nam áp dụng những cái kiến thức hay là sử dụng cái mình đã có, những cái bằng cấp mình đã có để quay trở lại Việt Nam làm việc, thì các bạn nên chọn một cái ngành học nó như thế nào, có một cái xác định như thế nào để chọn cái ngành học cho nó phù hợp hay không? Đầu tiên xin được hỏi chị Hoa. Ngay từ khi mà mới rời Việt Nam đặt chân sang Mỹ mà chọn ngay được một cái ngành học là mình theo đuổi cả đời thì nó rất là khó. Nhưng mà bạn có 2 năm liền thì bạn trong những cái thời gian đó bạn nên đi gặp những cái giáo sư, bạn nên đi học những cái cố vấn về giáo dục của trường, bạn nên nói chuyện với mọi người, ông bà, cha mẹ và rất nhiều người để tìm hiểu cả trên sách báo và trên internet về những cái nghề nghiệp tương lai của mình. Khả năng là có nhiều bạn thì nghĩ là bác sĩ, luật sư, nhưng mà rất ít khi là các bạn đi tìm hiểu xem thực sự là một ngày trong đời của bác sĩ và luật sư thì họ sẽ làm cái gì. Đó thì mình nghĩ là cái việc đi thực tập tại Việt Nam hoặc là tại cái nước mà bạn đi du học cũng đều rất là có giá trị. Một cái thực tế là ở rất nhiều nước khác, ví dụ như là ở Úc hay ở Anh chẳng hạn, thì học sinh đòi hỏi là phải chọn luôn cái ngành học của mình ngay trong những năm đầu khi các bạn học. Thế thì một câu hỏi sẽ dành cho chị Nguyệt là các bạn sẽ có một cái sự định hướng như thế nào, các bạn nên chọn những cái môn học như thế nào? Ngoài những cái việc mà các bạn phải trải nghiệm rất nhiều ở Việt Nam, ví dụ như là bọn mình cũng tổ chức những cái chương trình là các bạn đến tham quan những cái doanh nghiệp để nhìn trong cùng một cái doanh nghiệp, ví dụ như một cái doanh nghiệp về ngân hàng hay một cái doanh nghiệp về khách sạn, thì thực ra là có rất nhiều các nghề nghiệp khác nhau. Rất là nhiều ngành nghề, cả IT này, rồi cả về banking, cả về quản lý nhân sự, là trong một cái công ty, trong một ngành đó đều có thể sử dụng được. Và một lần nữa thì nó lại nhấn mạnh là một cái con người cần phải có cả những cái kiến thức và những cái kỹ năng. Anh phải có một cái bề rộng nào đó để anh có thể thích nghi với những cái ngành khác nhau. Và nếu như anh thực sự anh thích ngành nào thì anh cũng vẫn có rất là nhiều cái thời gian trong tương lai để anh có thể tiếp tục đào sâu cái chuyên môn của mình trong ngành đó. Thế thì mình khuyên các bạn trẻ, một cái điều mà mình hay khuyên các bạn trẻ là hãy nghiên cứu cái môn học thật là kỹ. Bởi vì là hệ thống giáo dục ở nước ngoài cho phép một người có thể lựa chọn rất nhiều những cái môn học khác nhau để có thể tự xây dựng cho mình một cái major và những cái minor khác nhau, những cái chuyên ngành và những ngành cái phụ. Mà có thể ngành phụ. Thế thì để chọn được cho mình những cái trường học có những cái khoa học phù hợp thì các bạn trẻ hoàn toàn là có thể xem những cái bộ môn, và trong những cái bộ môn đó thì người ta có mô tả rất kỹ là cái bộ môn đó học cái gì, nó liên quan đến ngành nào. Thì cái này là một cái mà mình nghĩ là các trường đại học ở các nước khác họ giới thiệu rất là tốt. Và như vậy là khi các bạn trẻ đọc những cái môn đó thì các bạn sẽ hình dung trong đầu ra nhiều hơn là như vậy là cái tính cách của mình, cái định hướng trong tương lai của mình nó có phù hợp hay không. Và đặc biệt với những cái bạn mà học đại học ở Việt Nam mà muốn đi học cao học ở nước ngoài thì mình luôn luôn khuyến nghị các bạn ấy nên làm qua ở Việt Nam trước, không nên đi học ngay. Bởi vì là cái môi trường học của bên kia rất lý tưởng. Khi bạn về Việt Nam, bạn sẽ bị vào một cái ma trận, bạn sẽ không biết là mình sẽ ứng dụng gì. Bởi vì là cái kỹ năng cuộc sống, và đặc biệt là trong cuộc sống của Việt Nam, nó sẽ đòi hỏi cực kỳ nhiều.
những cái kỹ năng và những cái trải nghiệm khác nhau. Thế thì mình thường hay khuyên là các bạn hãy cố gắng là hãy dành ít nhất 1 năm hoặc tốt nhất thì nên 2 năm hoặc 3 năm đi làm. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành, cố vấn trẻ tuổi nhất của Thủ tướng, từ lâu đã không còn xa lạ với truyền thông đại chúng. Những ý kiến của anh được giật tít như một phân tích định hướng về các quyết sách kinh tế của chính phủ cũng như triển vọng kinh tế nhà nước. Nhà lãnh đạo trẻ Nguyễn Đức Thành từng du học Hà Lan và Nhật Bản và hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, không có gì lạ khi anh dễ dàng truyền cảm hứng du học cho những bạn trẻ muốn tìm con đường thành công trong tương lai. Cái lợi thế lớn nhất của người đi du học là chính là cái môi trường bản địa mà họ học, mà ở đó những cái kiến thức mà họ nhận được trong cái bối cảnh đó thì cần phải học rộng, phải tìm hiểu rộng ra là cái môi trường mà chính tri thức đó nó phát sinh và đồng thời là cái môi trường nó rất là đa dạng, phong phú và họ hiểu được thêm về một cái văn hóa, lịch sử của một cái mảnh đất mới. Vì sau này họ có thể ứng dụng trong điều kiện Việt Nam, nhưng là luôn luôn là suy xét được là vì sao cái kiến thức đó thì ứng dụng được ở chỗ này mà không được ứng dụng được ở chỗ kia, hoặc là chỉ được ứng dụng được ở đây thôi mà không được ứng dụng được ở chỗ khác. Hà Anh, một siêu mẫu nổi tiếng và cũng là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Hà Anh luôn tâm niệm thành công không chỉ đến nhờ đôi chân dài mà còn bắt nguồn từ những kinh nghiệm và kiến thức cô tích lũy trong những năm học đại học tại Anh. Mọi người vẫn luôn luôn hỏi Hà Anh một câu là tại sao Hà Anh lại học đại học ở nước Anh về kinh doanh chuyên ngành marketing mà Hà Anh lại bỏ đi phí thế và về đây lại là hoạt động nghệ thuật. Thì có một cái điều như thế này, Hà Anh mới trở về Việt Nam làm việc trong vòng 4 năm và Hà Anh thấy rằng là cái thành quả mình đạt được trong 4 năm này nói một cách tự chủ quan mà nói thì là nó cũng tương đương với rất là nhiều những nghệ sĩ khác hoạt động ở đây đến trên 10 năm đạt được những cái gì mình đạt được. Thế thì khi mà anh suy nghĩ và anh phân tích ra vì sao mình lại đến được cái điều này thì nó là một cái kỹ năng luôn luôn đi theo Hà Anh trong bất kể những cái hoạt động nào, đó là kỹ năng của một cái nhà kinh doanh ở đằng sau, có nghĩa là xác định được những cái mục tiêu trong cái sự nghiệp của mình, những cái chiến lược làm sao mình để đạt được nó, phân tích được những cái mặt mạnh của mình và làm sao để phát huy được những cái mặt mạnh. Thế thì tất cả những cái kỹ năng đó bao gồm cả tiếp thị về hình ảnh của bản thân, xây dựng hình ảnh của bản thân, thì tất cả những cái kỹ năng đó đều đến bắt nguồn từ cái những cái gì học Hà Anh học được từ nước Anh về chuyên ngành business và marketing. Thế thì Hà Anh luôn nói đùa với mọi người rằng là những cái thành công của Hà Anh không chỉ nhờ có đôi chân dài. Nguyễn Đức Thành và Hà Anh là hai trong số nhiều gương mặt du học sinh thành đạt có mặt tại buổi chia sẻ kinh nghiệm Arms Connect. Sự thành công, những kinh nghiệm của họ đã truyền lửa cho các thế hệ đàn em. Theo tôi nghĩ là cũng khá quan trọng, đó là cái kỹ năng các bạn cần có để mà áp dụng vào trong những cái công việc cụ thể của mình sau này. Vậy thì trong cái quá trình mà đi du học thì chị Hoa đã học được những cái kỹ năng nào trong cái quá trình học của mình và nó đã giúp ích chị như thế nào trong cái quá trình quay trở lại Việt Nam để làm việc? Mình phải học tập một cách độc lập và chủ động. Ví dụ như là thầy sẽ ở nước ngoài chẳng hạn, thầy sẽ cho mình biết là cái chương trình của cả kỳ nó gồm những gì, thậm chí là mình còn biết trước là mình sẽ phải đọc những cái gì và lúc nào thì mình phải làm bài kiểm tra, lúc nào thì mình về thảo luận. Thế thì mình phải bắt đầu là mình phải tính ra là mình sẽ sắp xếp cái thời gian của mình như thế nào, quản lý thời gian là làm sao, làm cái gì trước, làm cái nào sau, và thường cái khối lượng công việc nó khá là lớn, thế cho nên là mình cũng phải làm quen với cái cường độ làm việc rất là vất vả. Thì mình nghĩ là cái khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian, làm việc có kỷ luật và hiệu quả là cái mà mình đã học được và mình áp dụng được trong gần như là mọi công việc của mình sau này. Cái kỹ năng thứ hai nữa là mình cũng cần học hỏi, đó là trong một môi trường rất là mới, mình cần phải có khả năng thích ứng nhanh. Đó, thích ứng nhanh với bạn bè, với thầy cô, những cái tình huống trong lớp học cũng như ngoài lớp học. Tại Mỹ chị đã học được gì về những cái văn hóa nước ngoài, về những cái cách sống, về lối sống, về lối tư duy mà nó có cái ảnh hưởng hiện tại lên lên chị khi mà trong những cái quyết định của chị, trong cách làm việc của chị hiện nay tại Việt Nam?
đây là lần đầu tiên mình đi ra nước ngoài, mình đi máy bay rồi mình lại có thể cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện với cả một nhóm bạn từ hơn 30 quốc gia khác nhau. Đấy thực sự là lần đầu tiên mình gặp một bạn từ Ghana, từ Uruguay, từ Thụy Sĩ hay là Pháp. Trước kia thì mình đã từng đọc về những cái quốc gia này trong sách vở, nhưng mà thực sự là lần đầu tiên mình tiếp xúc với một người bạn từ một đất nước như vậy thì nó có cái sự thích thú và rất là ngỡ ngàng. Mình cảm thấy rằng là thực ra mặc dù có những cái khác biệt giữa các quốc gia khác nhau, các văn hóa khác nhau, nhưng nếu chúng ta chỉ cần cởi mở một chút và chúng ta thân thiện và chúng ta chủ động đến với mọi người thì cái khoảng cách đó nó có thể được rút ngắn một cách rất là dễ dàng. Có thể nói là đi một ngày đàng hoặc một sáng khôn, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta mở tầm mắt ra để nhìn thấy những thứ mà nó khác với mình thì tự nhiên mình có một cái sự là thoải mái hơn trong cách suy nghĩ và dễ dàng chấp nhận những cái điều mới hơn. Và chắc hẳn là điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta quay trở lại Việt Nam và trong cái thời buổi mà hòa nhập hiện nay, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của hai vị khách mời mà tôi tin chắc rằng các bạn học sinh sắp đi du học và các bạn thậm chí là các bạn học sinh đang du học sẽ cảm thấy là có cái hình ảnh của mình trong đó và sẽ học hỏi được rất là nhiều. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hải nghĩ là phải biết cởi mở bản thân mình đối với mọi thứ, đối với một cuộc sống mới, đối với một phong cách mới, một nền văn hóa mới và cảm nhận tiếp thu nó cho phép mình trải nghiệm những cái cơ hội mới, cho phép mình trải nghiệm những cái trải nghiệm con người mới để thứ nhất là làm cho bản thân mình giàu lên rất là nhiều những cái kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống. Khi ngày xưa Hải anh đi học tập thì luôn luôn xác định rằng là mình sẽ chỉ học văn hóa thôi và sau đó là mình sẽ về nước. Cho nên là rất nhiều lần mọi người mời mình trở thành người mẫu từ rất lâu rồi mà mình cũng luôn luôn từ chối. Mình nghĩ rằng là không, mình sang đây là mình chỉ học văn hóa, mình chỉ học văn hóa, chỉ học văn hóa. Thế nhưng mà sau này thì khi mà mình đã có đủ một cái sự tự tin nhất định ở trong cái môi trường mình nhất định thì tự nhiên mình lại suy nghĩ tại sao lại không. Người mẫu có thể nó không phải là cái sự lựa chọn ngay lập tức ban đầu của mình, có thể nó không phải là đam mê mà mình phát hiện ra ngay từ đầu, nhưng mà đây lại là một cái cơ hội để mình có thể đi đến rất là nhiều đất nước, làm việc với rất là nhiều con người sáng tạo. Và mình kết thúc khóa học đại học rồi thì tại sao mình không cho phép mình trải nghiệm. Và thật là kỳ diệu là khi Hà Anh bắt đầu cho phép mình trải nghiệm, cho phép mình mạo hiểm một chút thì lại là khi mà mình chạm được tới những cái khả năng mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được là mình có. Ý tôi muốn nói rằng là họ không phải là họ đánh giá cao nhiều lắm cái việc học kiến thức ở trong sách vở, ở trong thư viện, mặc dù đấy là cái lõi, cái vấn đề chính, nhưng mà họ đánh giá cao hay là họ bản thân họ cảm thấy tiếc hay là họ cảm thấy là sung sướng khi được tham gia vào những cái vấn đề bản địa, những cái văn hóa ở địa phương. Thì tôi nghĩ là sinh viên Việt Nam hiện nay đi du học rất nhiều thì phải có lấy ở nghĩ trong đầu một cái tâm thế, một cái vị thế như vậy, và để hòa nhập được thì thực ra phải đòi hỏi một sự tự tin rất là cao. Khoa Quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kyoto của Mỹ vừa phối hợp tổ chức gặp mặt các cựu sinh viên chương trình cử nhân khoa học ngành quản lý, một chương trình liên kết đào tạo giữa hai đơn vị. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các cựu sinh viên chia sẻ những thành công trong công việc mà còn là cơ hội để các bạn gắn kết hơn với cả hai cơ sở đào tạo. Trường Đại học Kyoto và Khoa Quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đều mong muốn được giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt cho các sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh những lời cảm ơn sâu sắc, thông qua chia sẻ của mình, các cựu sinh viên còn thể hiện hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động chung như giao lưu, tình nguyện, xây dựng quỹ học bổng để khuyến khích các lớp sinh viên đang theo học chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi với những người đi trước và đã thành công thì hy vọng rằng các bạn sẽ tự tin hơn trong những cái lựa chọn và trong những cái hành trình sắp tới của mình. Các bạn còn có thắc mắc nào xin hãy gửi thư về địa chỉ cửa sổ du học htv@gmail.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.